Chương một. Hệ thống chọc người chơi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Editor Cà Ri Lâm Trinh năm nay 24 tuổi, cũng giống như bao cô gái bình thường khác, là một nhân viên văn phòng, vẻ bề ngoài nhiều nhất cũng chỉ coi là thanh tú. Hôm nay cuối tuần vừa đúng ngày nghỉ, liền đi dạo phố, ở một gian hàng vỉa hè mua một cái lắc tay màu bạc. Tuy rằng lắc tay không phải bạc nguyên chất, nhưng nhìn rất đẹp mắt, cô rất thích. Lâm Trinh vui vẻ ngồi trên ghế sofa vuốt ve chiếc lắc tay màu bạc trên cổ tay, càng nhìn càng thích, cảm thấy bỏ tiền mua cái lắc tay này rất đúng, đột nhiên ở trong đầu cô xuất hiện một giọng nói lạnh như băng không hề có tình cảm, giọng nói này vang lên làm cả người cô cứng đờ. Ký chủ đeo hệ thống qua 8 tiếng, bây giờ đã trói định 100% với ký chủ, hiện tại bắt đầu khởi động hệ thống, hệ thống khởi động 10, 30, 60. Người Lâm Trinh cứng đờ vẻ mặt trở lên hốt hoảng, sợ hãi. Ai? Là ai? Đi ra cho tôi, không cần giả thần giả quỷ. Hệ thống khởi động xong, linh hồn chính thức xuyên không, Lâm Trinh đang muốn hét to, bỗng nhiên một hồi choáng ván sau đó lập tức hôn mê bất tỉnh. Ở một trường cây có một nữ tử bộ dáng thanh tú khoảng 17, 18 tuổi đang nằm ngửa trên bãi cỏ, bỗng nhiên hai hàng lông mi của nữ tử khẽ run, chậm rãi mở mắt nàng đang muốn ngồi dậy lại phát hiện cả người cứng ngắc, không nhúc nhích được, qua một lúc cảm thấy thân thể có thể cử động, mới che cái chán chậm rãi ngồi dậy, sau đó nàng hiếp mắt mê mang nhìn xung quanh. Đây là đâu? Đang đồng bộ nội dung thế giới này, đồng bộ 10, 30, 60. Lâm Trinh bị tiếng nói lạnh như băng đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ lập tức tỉnh táo lại, trong lòng đầy sợ hãi cùng hoảng hốt, cả người run rẩy, giọng nói khàn khàn hỏi. Rốt cuộc là ai? tại sao tiếng nói của mi lại xuất hiện trong đầu ta. Đồng bộ 100%, đồng bộ xong. Ký chủ xin chào. Mã số của bổn hệ thống là 1010, tên đầy đủ là hệ thống chọc ngươi chơi, hoan nghênh ngài sử dụng bổn hệ thống, lâm trinh vốn đang sợ hãi bỗng nhiên ngơ ngác, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, giọng khang khang lắp bắp nói. Mi, Mi nói Mi là ai? Mã số của bổn hệ thống là 1010, tên đầy đủ là hệ thống chọc ngươi chơi, có vấn đề gì có thể hỏi trực tiếp, bổn hệ thống sẽ tận lực vì ngài giải đáp hệ thống. Lâm Trinh trợn tròn mắt, chẳng lẽ chính là hệ thống trong truyền thuyết chuyên môn giao nhiệm vụ cho người ta kia? Tuy rằng Lâm Trinh là một nhân viên văn phòng, nhưng có sở thích đọc tiểu thuyết, thể loại tiểu thuyết thường đọc nhiều nhất chính là hệ thống, cho nên cô đối với hệ thống vẫn biết một chút ít. Ngay từ đầu còn chưa nhận ra là bởi vì bị dọa ngốc, giờ lại nghe thấy hai từ hệ thống làm cho cô nhớ lại những tác phẩm hệ thống mà mình từng đọc lâm trinh khẩn trương hỏi mi là hệ thống chuyên môn giao nhiệm vụ cho người ta sao đúng vậy cả người lâm trinh run rẩy trong lòng bi ai tuy rằng cô thích đọc truyện hệ thống nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ có một hệ thống phải biết rằng có được một hệ thống là chuyện bi thống cỡ nào a à, bị buộc làm nhiệm vụ thì thôi không hoàn thành nhiệm vụ còn bị trừng phạt tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ sẽ có khen thưởng, nhưng muốn có khen thưởng thì sẽ phải trả giá lớn rất thê thảm nha. Lâm Trinh khóc không ra nước mắt hỏi. Vì sao Mi lại chọn chúng ta? Là ký chủ chọn trúng bổn hệ thống mới đúng, Lâm Trinh nghi hoặc hỏi. Ta chọn trúng Mi lúc nào hả? Nhìn lắc tay đang đeo trên tay cô xem, đó là bản hệ thống, Lâm Trinh nghe xong lập tức cúi đầu nhìn lắc tay màu bạc đeo bên tay trái, vẻ mặt không dám tin nói. Này! Chuyện này không có khả năng đi. Đây là bổn hệ thống, bỗng nhiên Lâm Trinh dùng sức muốn đem lắc tay tháo bỏ, nhưng làm thế nào cũng không tháo ra được, làm thế nào cũng không mở móc khóa ra được. Không cần lãng phí sức lực, chỉ cần đeo bản hệ thống qua 8 tiếng sẽ tự động trói định, hiện tại bản hệ thống cùng ký chủ đã trói định 100%, mặc kệ dùng biện pháp gì đi nữa đều không có cách khởi bỏ trói định. Lâm Trinh nghe xong thiếu chút nữa khóc vì sao lại thế này a à, bổn hệ thống ở thế kỷ 1050 được một vị đại sư luyện kim thần cấp trèn ra thành hệ thống có năng lực xuyên qua thời không còn có vô số bảo bối chỉ cần ai có thể trở thành chủ nhân của bổn hệ thống là có thể từ nơi này của bổn hệ thống có được tất cả đương nhiên muốn trở thành chủ nhân của bản hệ thống thì trước tiên phải thử luyện chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bổn hệ thống tuyên bố có thể thí nghiệm thành công đến lúc đó bổn hệ thống mới thừa nhận người đó là chủ nhân Xuyên qua thời không. Lâm Trinh lại lần nữa trợn trong mắt, sau đó cô lập tức cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên người mình đang mặc áo gai váy dài bằng vải thô, vừa nãy còn không để ý, bởi vì lực chú ý của cô đều đặt lên hệ thống, nhưng bây giờ nhìn lại thấy trên người mình mặc quần áo cổ đại, còn đột nhiên đi tới một nơi xa lạ, chẳng lẽ cô xuyên không rồi hả? Hệ thống mi giải thích một chút cho ta. Không sai. Cô đã xuyên qua thời không tới cổ đại bây giờ linh hồn của cô đang bám vào thân thể của một người khác lâm trinh hít sâu một hơi nhìn xuống cảm giác sắp ngất xỉu đi cô run run thân thể cẩn thận hỏi vậy ta còn có thể trở lại hiện đại sao có thể lâm trinh thở dài nhẹ nhõm còn có thể trở về là tốt rồi nhưng lời nói tiếp theo của hệ thống lại làm nước mắt cô rơi đầy mặt nhưng mà cô phải hoàn thành nhiệm vụ mà bổn hệ thống tuyên bố hơn nữa phải trở thành chủ nhân của bổn hệ thống mới có thể trở lại hiện đại. Lâm Trinh sự việc không có khả năng đơn giản như vậy, bây giờ cô thật sự rất muốn chết Quy A à Quy. Chỉ cần cô trở thành chủ nhân của bổn hệ thống, là cô có thể có được tất cả mọi thứ của bổn hệ thống, bao gồm cả năng lực xuyên qua thời không. Vậy cơ thể của ta thì làm sao bây giờ? Nếu mấy năm sau mới hoàn thành nhiệm vụ, trở thành chủ nhân của Mi, chẳng phải đến lúc đó cơ thể của ta cũng đã sớm thối nát rồi sao? Ký chủ yên tâm, khi cô trở thành chủ nhân của bổn hệ thống đến lúc trở lại hiện đại thời gian chính là khoảnh khắc mà khi cô xuyên không đến cổ đại này cho nên cơ thể của cô sẽ không thay đổi nói cách khác ta trở thành chủ nhân của mi thời điểm khi ta trở về hiện đại chính là thời gian khi đó ta bị mi đưa tới cổ đại lâm trinh hỏi đúng vậy lâm trinh lại nhẹ nhành thở ra vậy là tốt rồi hơn nữa chỉ cần cô trở thành chủ nhân của hệ thống đến lúc đó cũng có không ít chỗ tốt cũng không đến lỗi thiệt thòi mà bây giờ cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận số phận. Nếu mi nói mình là sản phẩm của tương lai, làm sao mà mi lại đi đến hiện đại? Bởi vì khi bổn hệ thống vừa được trang thành, căn cứ bị người xâm nhập, mà chủ nhân vì không muốn bổn hệ thống rơi vào trong tay mấy người kia, nên mệnh lệnh cho bản hệ thống xuyên không đi tới nơi khác, ngay sau đó bổn hệ thống liền đi tới thế kỷ 21, bị người ta nhặt được đem đi bán mà người mua bổn hệ thống chính là cô Lâm Trinh thật sự hết chỗ nói rồi. Chủ nhân của mi có thể rèn ra mi, thực lực chắc không kém đi. Làm sao mà còn phải bắt mi xuyên không? Thế kỷ 1050 không phải chỉ có một mình chủ nhân lợi hại. Lâm Trinh hiểu rồi, hay làm sao lại gặp một chuyện như thế này đây? Mặc dù trở thành chủ nhân mới của hệ thống sẽ trở nên kiêu ngạo trâu hơn, nhưng cô biết rằng, để có một thứ gì đó, thì phải trả bằng cái giá lớn thích hợp được rồi cứ như vậy cũng không phải biện pháp ngươi nói đi cần hoàn thành nhiệm vụ gì phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố sau đó trở về cô mới không muốn cùng hệ thống tiếp tục chơi đùa cuộc sống ở hiện đại của cô mới thật sự thỏa mãn so với những thứ khó có thể có được này chẳng bằng bình bình an an qua cả đời được rồi cô chính là người được ngày nào hay ngày ấy là kẻ không có chí lớn chỉ cần cô hoàn thành năm nhiệm vụ chính là có thể thí nghiệm thành công trở thành chủ nhân của ta năm nhiệm vụ chính chỉ đơn giản như vậy lâm trinh không tin hỏi đúng vậy đương nhiên là có khi còn có thể xuất hiện một ít nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ có điểm thưởng điểm thưởng có thể sử dụng để mua đồ bên trong bổn hệ thống chỉ cần cô có đủ điểm thưởng là cô có thể mua bất cứ thứ gì cho dù cô muốn mua bom nguyên tử cũng không thành vấn đề lâm trinh hít vào một hơi bom nguyên tử mẹ nó quá trâu rồi còn có mỗi lần cô hoàn thành một nhiệm vụ đều có rất nhiều phần thưởng cho nên ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi hiện tại lâm trinh nghe xong tràn ngập tin tưởng hệ thống nói đi năm nhiệm vụ chính là cái gì nhiệm vụ cần phải tiếp xúc với con người khi đó mới có thể tuyên bố cho cô đến lúc đó cô sẽ biết được rồi như vậy cũng được lâm trinh nói xong muốn đứng dậy nhưng không nghĩ tới mới đứng được một nửa, đầu liền choáng váng một trận, trực tiếp ngã thẳng xuống. Lâm Trinh khó chịu la to. Rốt cuộc sau lại thế này a, à, bởi vì cô mất máu quá nhiều hả? Chủ nhân của thân thể này, từ nhỏ đã mất đi song thân, được cửu mẫu của nàng thu dưỡng, sau khi trưởng thành, con trai của cửu mẫu coi trọng nàng, mà chủ nhân thân thể này lại coi hắn như ca ca ruột, một ngày nọ con trai của cửu mẫu nàng không cam lòng, hẹn nàng đến rừng cây muốn gạo nấu thành cơm mà chủ nhân thân thể này ra sức phản kháng cuối cùng không cẩn thận ngã sắp xuống cái gáy trực tiếp đụng vào một khối đá nhọn người liền trực tiếp đánh rắm không nghĩ tới chủ nhân thân thể này cũng thật bi thảm a à, tuy rằng chuyện xưa có chút cẩu huyết còn có hệ thống một câu nói thô tục cuối cùng được nói bởi dòng lạnh lùng của nó làm thế nào lại cảm giác quái quái thế nào đâu lâm trinh vuốt cái gáy cảm giác có một cục máu khô ở đó sau đó hỏi hệ thống nói đi chủ nhân của thân thể này đã chết bao lâu rồi đã một ngày một đêm lâm trinh đột nhiên nổi da gà toàn thân cô có thể tưởng tượng được cả người cô bây giờ che kín thi ban đi trách không được vừa rồi khi tỉnh lại cảm thấy cả người cứng đờ đâu lâm trinh cà lâm nói sao làm sao bây giờ ta hiện tại thân thể ta còn có thể gặp người sao yên tâm bổn hệ thống còn có một việc chưa nói cho cô chính là mỗi người mới đều có quà tặng tân thủ bên trong có ba thứ miễn phí gì đó đưa miễn phí cho ký chủ thật sự là cái gì mau lấy ra đây lâm trinh vội vã nói cô trực tiếp ở trong lòng nghĩ quà tân thủ lâm trinh dựa theo lời hệ thống nói làm mời vừa ở trong lòng nói xong quà tân thủ thì ở trước mặt cô đã xuất hiện một cái ba lô không để lại một hạt bụi nào mở ra liền thấy bên trong có một cái bình màu đen nhỏ một cái đèn tin mini phòng sói và một cái đồng hồ, nhưng mà kim đồng hồ không chuyển động. Cái bình màu đen nhỏ là dịch cường hóa cấp thấp, uống nó vào có thể cải thiện thể lực tăng gấp 3 lần, như cô hiện tại có thể thay da đổi thịt. Kia là gậy điện choáng ván, chỉ cần ấn xuống cái nút ở trên đầu là có thể đem người giật choáng ván, người bị điện giật choáng ván phải mất 24 giờ mới có thể tỉnh lại. Còn một cái cuối cùng là đồng hồ truy tung, theo dõi, chỉ cần đưa tên của đối phương vào, mặc kệ là người đó ở chỗ nào đều có thể tìm được vì sao đồng hồ bất động lâm trinh nghi ngờ hỏi khi nhiệm vụ được kích hoạt đồng hồ sẽ chuyển động ta còn có nhiệm vụ thời gian lâm trinh hét lớn đúng vậy nhưng mà ký chủ yên tâm bổn hệ thống sẽ không tùy tiện tuyên bố nhiệm vụ thời gian hô vậy còn tốt đúng rồi ta xuyên không đến cổ đại là niên đại nào lâm trinh thở dài nhẹ nhõm một hơi tiếp tục hỏi phong bình hoàng triều Công nguyên năm thứ 668, Phong Bình hoàng triều. Cái triều đại này chưa từng nghe qua a, à, chẳng lẽ ta xuyên đến một thời đại hư cấu không có trong lịch sử? Lâm Trinh nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy," khóe miệng Lâm Trinh giật giật. "Được rồi. Hư cấu thì hư cấu đi." Tiếp theo Lâm Trinh hưng phấn nhìn ba thứ trên tay mình, đều là đồ vật công nghệ cao a, à, sau đó cô trước hết đem dịch cường hóa cấp thấp trực tiếp uống lâm trinh cảm giác như có một hơi ấm tuần hoàn theo tĩnh mạch toàn thân thân thể của cô chậm rãi đau đớn sau đó có một cổ cảm giác đau đớn chưa bao giờ trải qua thổi quét toàn thân cô kêu gào thảm thiết một tiếng sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh trước khi ngất xỉu ở trong lòng còn không quên mắng to hệ thống một trăm lần qua mấy giờ sau lâm trinh mơ màng tỉnh lại chờ sau khi cô tỉnh lại lại ngửi thấy một mùi thối ghê tởm nhìn trên người mình dính đầy dở bẩn màu đen uy hệ thống mi có nước hay không a à, ta sắp bị cái mùi thối này hung hôn mê luôn rồi. Còn có vì sao mi không nói với ta uống dịch cường hóa kia còn phải chịu đau đớn muốn chết a à? Lâm Trinh hơi tức giận hỏi. Quẹo trái đi thẳng 100 mét, ở chỗ đó có một cái sông. Về phần uống dịch cường hóa sẽ đau đớn, là bởi vì sau khi uống dịch cường hóa này vào sẽ cải tạo tố chất thân thể của cô, đem cả người thoát thai hoáng cốt, đau đớn cũng thật bình thường, không cần lại hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, ký chủ Mi. Mi. Lâm Trinh nghe hệ thống dùng ngữ khí lạnh như băng nói lời thiếu đánh tức giận đến không lời nào để nói. Cuối cùng Lâm Trinh đành phải bất đắc dĩ dựa theo lời của hệ thống đi tìm sông, sau khi tìm được một con sông, mất 2 giờ mới đem được dơ bẩn dính trên người rửa sạch sẽ. Rửa xong mới ý thức được ngũ cảm cùng tố chất thân thể đều trở nên phi thường nhanh nhạy, thậm chí lực lượng so với bình thường còn mạnh hơn trước vài lần tuy rằng trong quá trình thay đổi rất thống khổ nhưng đau đơn qua đi vẫn là đáng giá lâm trinh hưng phấn nghĩ cô đối với chuyện hoàn thành nhiệm vụ trở nên càng thêm tự tin chờ lâm trinh rửa xong sau đó phơi khô quần áo mặc xong quần áo liền bắt đầu xuất phát tìm liếm mục tiêu nhiệm vụ cô dựa theo tuyến đường hệ thống cung cấp mà đi rốt cuộc trăm cây nghìn đắng mới đi tới một trấn nhỏ cô nhìn người cổ đại trước mắt lại nhìn người đến người đi trong trấn nhỏ thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Ta đến đây nhiệm vụ. Lâm Trinh nắm chặt nắm tay, tràn ngập tin tưởng tiêu sái đi vào trấn nhỏ. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.